Xin chào các siêu nhân 206 thân yêu. Tiếp tục chuyên đề phương trình lượng giác. Chúng ta học về phương pháp giải phương trình lượng giác đưa về tan. Tóm tắt phương pháp này thì sao? Nếu coi T là tan x, thì các đối tượng sau đây sẽ đưa được về tan này. Sin 2x sẽ đưa được về tan, cos 2x sẽ đưa được về tan, sẽ chuyển hết được về t. Cụ thể như sau: sin 2x muốn đưa về tan, sin 2x cái nháp ra ngoài nhé, nó sẽ bằng 2 sin x nhân cos x. Bây giờ muốn đưa nó về tan thì chúng ta phải thực hiện các động tác chia. Vậy thì thầy coi cái này nó như một cái phân số tử là 2 sin x cos x và mẫu là 1. Rồi chúng ta thực hiện động tác chia cả tử mẫu cho cos bình phương x. Thì nó sẽ làm cái gì? Chia cả tử mẫu cho cos bình phương x. 2 sin x cos x trên cos bình phương x chia 1 trên cos bình phương x. Cos chuyển đi, còn 2 sin trên cos là 2 tan. 1 trên cos bình phương x, 1 cộng tan bình phương x. Như vậy sin 2x nó sẽ bằng 2t trên 1 cộng t bình phương x. Tương tự như vậy, cos 2x chúng ta xây dựng giống như trên, xem nó là cái gì. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải thuộc đấy nhá. Nhớ và thuộc. Nhớ thuộc áp dụng khi còn thời gian để tự luận chứng minh. Cos 2x. Thì cos 2x thì chỗ này chúng ta sẽ viết thành cos bình trừ sin bình này. Cos bình trừ sin bình. Cos bình trừ sin bình trên 1. Cos bình trừ sin bình trên cos bình. Cos bình trừ sin bình trên cos bình. Nó sẽ là gì? Cos bình trừ sin bình trên cos bình. 1 trừ tan bình. Okay. Như vậy cái này sẽ là 1 trừ t bình phương trên 1 cộng t bình phương. Mẫu nó như nhau thôi, mẫu nó đều là số 1 và chia cho cos bình. Tan 2x sẽ suy được luôn là gì? Bỏ ngay cái này thôi. Rồi tự suy ra tan 2x bằng sin trên cos bằng 2t trên 1 trừ t bình và cô tan 2x thì bằng 1 trừ t bình trên 2t. Và lưu ý trước khi sử dụng là chúng ta phải xem cái điều kiện xác định của nó nhé. Lưu ý khi dùng. Lưu ý điều kiện. Trong Tây y người ta gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ví dụ, sin 2x cộng 2 tan x bằng 3. Mình nhớ trong thầy này. Tôi biết không có số 2.
này chúng ta thuộc công thức, chúng ta lắp ghép nó vào rồi. Đặt tên tăng ít thôi. Bài số 1 nếu chúng ta không chơi theo kiểu là t bằng tăng x mà chúng ta cứ tóe vẹ nó ra thì nó sẽ ra một cái phương trình đẳng cấp là bậc 3. Đấy, để cho hiện nguyên hình nhá. 2 sin x nhân cos x này cộng với 2 sin x sin cos x bằng 3. Quy đầu lên là 2 sin x nhân cos bình phương x cộng 2 sin x bằng 3 cos x. Hiện nguyên hình đây là phương trình đẳng cấp bậc 3. Rồi về được bài chưa? Minh nhân trình. Chắc nó chỉ giải đến đấy thôi, giải nữa nó sai này. Chọn nó về cho nó an toàn. Cái chỗ nào sang bên này không? Đây chúng ta xem cái hiện nguyên hình của cái phương trình này nhé. Sin 2x cộng 2 tăng x bằng 3 này. Nếu thầy biết nó ở dạng sin trên cos này, được quy đầu lên thì sẽ được một phương trình đẳng cấp bậc 3. Đẳng cấp bậc 3 theo sin x và cos x. Chia hai vế cho cos mũ 3 nó sẽ ra phương trình tan, nó giống như phương trình này nữa. Ở đây thì ta thuộc công thức ta chơi luôn. T bằng tan x sin 2x là 2t trên 1 t bình. Đó, quy đầu lên nó sẽ ra phương trình bậc 3 theo tan. Bấm vào thầy máy là t mấy nhỉ? T1 hoặc t mấy? Một nghiệm ạ. Như vậy tan x bằng 1, x bằng pi trên 4 cộng k pi thỏa mãn điều kiện. Câu 2, cu linh này. Chạy ra vượt cu linh. Gom lại công thức tí. Lên đến bảng, nâu xong cái bảng lại quên kiệt. Không đạt chào mẹ đi. Vì quá buồn vì con trai của mình
một sự thất vọng tràn trề. Nhanh, viết nhanh. Để chuột công thức là dùng là vùng đất êm thôi, đúng không? Dạ. Tên mấy vậy? Quân là tên mấy? Không với một à? Số 3 Thiên sử số 3 chuyên đề đánh giá không xem video nhé. Chuyên đề đánh giá không xem video nhé. Ba ra gì vậy? Ông đạt ra chưa? Tên mấy? Tên không, một cái đã. Rồi cái trong ngoặc đấy thì giản ước đi. T bình cộng 2T cộng 1 nó tạo ra T cộng 1 bình phương, giản ước đi. Ồ, hình như bạn kia sai à? Nó phải là 1 cộng T bình ở mẫu chứ. Hay là 1 cộng T đấy. 1 cộng T, 1 cộng T bình.
Không có t bằng trừ một à, đồng bào? Kiểu có t bằng trừ một sao đây? Câu của Kiên mà. Có chứ. Câu mình sai đúng không? Câu mình trả lại đấy. Thôi chết rồi. Câu 3 tôi gửi cái t bằng trừ 1 à? Không có rồi. Ôi trời, sỉ nhục cho những cái tài năng của Hải Quang Hải Hậu. Ờ, kia rồi chứ. Một chữ T nhá. Một cộng với 2T trên một cột T bình. Đúng là này. Bên phải là một cột T. Chỗ này chúng ta xử lý nó linh hoạt một tí. Ở đây này, đây chuyển về đến nhóm 1 tí là chữ T. Đúng không? Chuyển về nhóm cái T cộng 1 ra ngoài. Anh nhìn chân này của kèm luôn. Có t là trừ một này, một trừ t bình này, trừ đi một trừ t bình, một cộng t bình bằng không. Như vậy cho t bằng trừ một và trừ hai t bình bằng không, t bằng không. Đúng chưa? T bằng trừ một cho x bằng trừ pi trên bốn cộng k pi. T bằng không x bằng k pi. Có 4 xúc kiểu gì? Ờ, cái này bạn được tan. Cái này thành trừ đi tan của pi trên 2 trừ đi. Trừ đi cô tan của pi trên 2 trừ đi. Tan của trừ tan của x. Rồi xử lý theo t của tan x. Xuân Thu, chiến này 4 ạ. Bạn gái gọi à? Sống gọi về gì? Múa à? Kiên múa. Mẹ nên không làm được, có khi mẹ nghỉ không làm đâm luôn đi à, làm mấy thì nó chắc chạy về chăm con học. Hay bố trí đi, hay bố trí cho tập đi phù hồ thì sớm. Xong chưa, có phải về luôn không? Không. Em vặn cái cô tang ấy thành thành trừ đi, thành trừ cô tang của pi trên 2 trừ x đi. Thì nó sẽ là tang luôn. Cô tang của a ấy, thì bằng trừ cô tang của trừ a.
đúng rồi. Chúng gọi về à? Người lấy điện thoại ông à? Tí con đến nhà, ông ra rồi. Quên nhà. Muốn đồng bào ra tiền mấy? Đã ra tiền mấy? Em chưa ạ. Chưa là Á Minh. Em đến như đồng bào, đây không được, không được. Không với em một ạ? Ôi, tên 2 tên chứ 1. Đây 2 tên chứ 1. Ôi, tôi chết rồi. Có gì không ổn rồi, thẹo không? Trời, ngại quá. Tên chứ 1 đúng chứ? Tôi đi đâu vậy? Đi nào? Thế nào? Thế hình này mẹ cho đi học tiếp đúng không? Tí nữa thì về 90 triệu. Xấu quá mẹ cho đi chân lận. Tí nữa thì về 90 triệu. Chỉ chuyện của Kiên thôi. Sao được Kiên? Như ngủ dậy. Chị đâu nhỉ, không đau. Đấy, ngày mai anh ta không thể nói về già. Thế mày có cái đích không? Tay bị ngủ tay mày. Tay bị ngủ tay mày. Rồi Xuân Thu về chỗ. Có mùi khét rồi. Toàn rồi. Chỗ này như bạn đang đã bị bỏ qua số 1 rồi. Đúng không Xuân Thu? Phải cộng 1 chứ. Đúng nhỉ? Dạ. Mùi khét rồi. Khét vậy chị ơi. 1 chữ T bằng 1 cộng T
trên t bình cộng 2t cộng 1. Tất cả trên t bình cộng 1. 1 trừ t bằng bật ngược lên trên nhé. T bình cộng 1. Chỗ này gọi là t cộng 1. Giả nước của t cộng 1 đi. Chỗ này t cộng 1 tất cả bình thường. Kích chéo là 1 trừ t bình bằng t bình cộng 1. Tìm t bằng 0. T bằng 0, như vậy là x bằng các pi. Đây thỏa mãn. Bài cu đại đi thi là rất dễ bị ăn đòn. Cu đại là làm kiểu này là không để ý một cái điều rất quan trọng. Điều kiện gốc của cái ban đầu thì cái mẫu này luôn khác không rồi. Cái này thì cần có cốt trên sin thì phải sin ở đây cũng khác không. Và chúng ta không ngang nhiên biến cô tang về một trên tang một cách thoải mái được không? Biến này là toi luôn đấy. Biết vì sao toi không? Bởi vì cô tang này thì điều kiện của nó là sin khác không. Còn nó viết sang bên này thì nó lại thêm một cái điều kiện nữa là vừa sin khác không vừa cos khác không. Như vậy từ đây sang đây là hơi tùy tiện. Và bước này là toi luôn đối với bài thi tự luận. Hiểu chứ? Đấy, ví dụ từ đây là ví dụ ở đây này, cái cos x bằng 0 thì nó vẫn xác định làm cho cos tan bằng 0. Nhưng ở đây thì cos x bằng 0 thì cái này lại không xác định. Như vậy muốn từ đây sang đây, động tác 1 là chúng ta phải xét cos x bằng 0 riêng lại. Trường hợp 1 này, cos x khác 0 thì chúng ta mới ngang nhiên chia được như thế này. Còn trường hợp 2, cos x bằng 0 thì chúng ta thử trực tiếp. Tuy nhiên bài này nó may mắn cho ông ta là điều kiện x được bỏ ở đây rồi. X nó thuộc trừ pi nhân 2 không. Cho nên là các cái sin và cos nó đều khác 0 cả. Nên cái này là ăn may đúng. Hiểu không? Đấy, còn bình thường tự luận nếu không có cái x thuộc này thì chúng ta phải xét cos x bằng 0 riêng ra, cos x bằng 0 thì thay vào. Nếu nó thỏa mãn thì lấy, không thỏa mãn thì loại. Bạn về hết về tan và khớp lệnh được tan được trừ 1, tan được 2. Xét trên trừ pi trên 2 đến 0 thì tan x bằng trừ 1 sẽ cho x bằng trừ pi trên 4. Còn tan x bằng 2, cái này vô nghĩa trên khoảng trừ pi trên 2 không thì tan nó âm nên tan bằng 2 sẽ không được. Rồi, chiến bạn đâu? Bạn này thuộc công thức là ok. Buổi sau chiến đấu tiếp nhé. Thứ 2, thứ 3 tôi thứ 3.